truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Bị chỗ nào vậy? Khổ ghê. Có chuyện gì mà cà rầm vậy Lập Trình? Bực mình quá, đang lúc gây cấn tự nhiên nó hư à. Ê, tôi tưởng sửa máy vi tính là nghề của cậu mà. Thì đương nhiên rồi, nhưng mà sửa cần phải có thời gian. Bây giờ Trình muốn đi vô toilet, không ai cần... À đúng rồi, anh Quang canh chừng cái máy tính giùm Trình nha. Đừng vô trai đụng vô nha, vô toilet xong Trình ra Trình sửa nha. Trời, máy đẹp quá ta. Ồ, đẹp quá. Biết đâu mình sửa được thì sao. Ồ. Anh mời em lên cà phê nha. Tránh ra. Ôi này anh. Em làm gì mà rú lên như cò tàu hỏa thế? Anh ơi anh tránh ra đi. Em cần phải lấy 12 cốc cà phê khẩn đấy. Chị ơi, ở đây có cà phê sữa, cà phê đen có đường, cà phê đen không đường, chứ đâu có cà phê khẩn. Chị đi tìm chỗ khác đi. Ôi giời ơi, Khánh Thi ơi là Khánh Thi. Ông chủ tịch đích thân yêu cầu chị đi lấy 12 cốc cà phê cho thành viên ban quản trị. Hôm qua họ họp thức cả đêm đấy. Trời ơi, sao lại toàn màu trắng thế này? Chết rồi, máy cà phê lại bị hỏng rồi. Làm nào bây giờ? Nó bị hư rồi, tránh ra để anh sửa. Thôi, anh Quang, anh mà đụng như thế còn hư nặng hơn nữa đó. Này, bé Thi, em hơi bị coi thường tài năng của anh đó nha. Gì? Tài năng hả? Nếu phá hoại được cấp bằng, chắc anh cũng không hàm giáo sư quá à. Chị có nhớ cái bữa tiệc đêm Giáng sinh năm ngoái không? Giáng sinh á? À, chị nhớ rồi. Anh đang quan sửa cái bóng đèn đúng không? Và kết quả cuối cùng là tòa nhà cúp điện trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Cái đó chỉ là một cái sơ suất nhỏ thôi mà. Này, chờ anh chút xíu nha, sắp xong rồi. Có mùi cà phê rồi nè. Trời ơi, anh làm nhanh lên đi, các sếp đang đợi đây. Chờ chút. Ơ, anh Duy Hoàng. Sao trông anh bao cỡ này? Thằng mày không? Leo từ tầng 1 lên tầng 17. Bình tĩnh, em sẽ sửa tầng thứ 1. Sửa nào trước ta? Thang máy. Này, bỏ các béo nó dừng lại được sửa. Này, Đăng Quang, anh sẽ sửa cho em cái máy cà phê cơ mà. Sao lại tối thui như thế này? Biết ngay. Có điện rồi. May cho các vị nhá, là chỉ mất điện mỗi tầng này thôi. Chứ mất điện cả tòa nhà thì sáng mai mới kiểm tra xong rồi đấy. May thế. Ơi, mọi người ơi, giúp em với. Gì vậy? Chị Mimi bị xỉu thiếu oxy rồi kìa. Thế à? Mimi á. Để tôi sửa, tôi sẽ sửa cho cô ta. Truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức.